tiên là thứ bảy im re. Ủa nằm ở nhà đợi hoài im re, không có ai húi gì trơn. Mùa thu vừa đến, hoa nở trên những bàn tay. Nó đợi hoài chắc hoàng ngủ luôn quá. Kiểu này chắc ngủ giấc quá ta ơi. Tiên là không thấy ai trơn. Dễ gì ngủ rồi, nó giả bộ đi thôi, vẫn còn lại cào chứ dễ gì ngủ. Cái này có cào nhậu chắc tê người luôn. Bạn bè đi đâu hết trơn, không có cuộc gọi nhở luôn. Nằm nhà đưa giỏng hoài, sáng đưa, chiều đưa, đủ không ai quý trơn, đủ mới thứ bảy kỳ trời, im ré. Giờ này có cái đuôi bò ha, ra sau giường bẻ cho đủ hầm một cái cho nó hát nụ nó tối pin luôn. Kỳ vậy ta, cuối tuần sao nó cứ rạo rực trong mình hoài, nằm lên ngồi xuống hoài ta. Chắc này có mấy con bạn có tiền nó hùng mua rượu được cho mình hết tiền luôn rồi. Không có tiền mua rượu nữa chứ. À, nó chỉ có bằng hủ đâu trơn trời, nằm gì hoài sao trời, đâu mới có cách nào để giải quyết cái vụ này không. Đủ má sao nó ghiền, cứ nó cứ rần rần trong người hoài, đâu không yên, không ổn, nhưng đủ nó cứ rần rần khó chịu trong người quá. Biết sao mà cái mép sáng vậy nó cứ cà giật hoài, tay cứ rung hoài. Kiểu này giấc ngủ nữa. Ôi trời ơi, ngủ sao mà nguyên cái mâm nhậu hiện ở trước mặt luôn kìa trời.